Chào cả nhà nha. Video số 188 cả nhà. Video hôm nay gồm có là một ít dây nha, ít máy, ít cần, có ít vậy đó. Rồi. Giá bán trong video được bao ship nha cả nhà. Tập 1 nữa bao ship rồi ha. Cả nhà nhận hàng kiểm tra thanh toán nha. Rồi đầu tiên em lấy cái mã số 1 đi. 1 2 3. Đây, đây là mã số 1 2 3 ha. Dây. Tổng giá là 400.000 cùng nha cả nhà. Tổng giá nó là 400.000 cùng bao ship nha. Rồi đó gần đó là mã số 1. Mã số 1 đây cùng Gosen nha. Dây 1 chấm dài 150 m nha. Toàn bộ dây be. Toàn bộ dây mới chưa sử dụng nha. Rồi, giá của nó được biết vẫn là 5.600 rồi thì yên mà lên xuống vậy đó, nó cũng nặng đâu đó khoảng 1 triệu, 1 triệu 2 đổ lại ha. Dây 7 màu rồi, size số 1 nha, size 1 chấm nha. Rồi mã số 1 400 lô xem. Mã số 2 màu xanh là dây Gosen nha, màu xanh là giống như là Pitbull vậy. Còn là toàn bộ dây X8, dây X8 có dây X4 có, dây X8. Dây này dây 2 chấm, 150 m nha. Rồi, số 2 cũng 400 bao ship nha. Và số 3, dây đuôi eo. Dây này X4 rồi cả nhà. 150 m. Dây 2 chấm. Rồi, mình cũng mắc thấy bà đậu. Nhắc bà cố. Dây X4 này chắc dây X8 nha. Mà nó không mượt bằng dây 8 nha, mà nó chắc hơn. Màu xám. Rồi, dây này còn số 3, cũng 400 ha. Số 4. Màu số 4 dây đuôi eo, dây này cũng là X4 là 200 m ha. Thì đó là 7 màu. Cái dây X4 này rất là chắc. Nó không có mượt bằng cái dây X8 với X12 mà nó chắc hơn nhiều, chắc hơn X8, chắc hơn X12. Đa số là sử dụng dây X8 nhiều, không dùng. Rồi, đây là mã số 4, giá 450 bao ship nha cả nhà. 2.0 dài 200 m ha. Tiếp đến là mã số 5 nha. Mã số 5 có cùng Variwatt Avani. Giá người biết nó 6.000 mấy luôn. Vì màu xanh biển nè. X8 ha. Dòng AVD là dòng cao cấp. Rồi, 1.5 450 bao ship nha. Dây số 5 dài 200 m. Rồi, từ mã số 6 cho tới mã số 10 là dây Pitbull ha. Em có hai cục Pitbull là 0.4. Hai cục 0.4 nha, một cục số 1, hai cục số 2, toàn bộ là X8. Toàn bộ là X8 ha, dài 150 m ha.
Đây ba cụ này thì nó lại bốn màu năm màu dây năm màu, hai cụ này là nó là dây màu xanh dương, màu xanh nước biển. Hai con này một dây màu xanh nước biển nha. Rồi, đồng giá là 450 một cuộn hết nha cả nhà. Đồng giá 450 một cuộn ha. Dạ, tùy theo mình sử dụng cái gì mình lấy cái dây lớn dây nhỏ. Đây có dây 0.4 thì để câu gì sâu u là không mực. Dây số 1, dây số 2 để lua được. Còn bộ là dây chính hãng nha. Nha, đồng giá 450 một cục. Tiếp tục đến mã số 11. 11 có cây con IGK tra nha cả nhà. 98 dây 0.8 dài 150 m nha. IGK dòng này 7 màu, dòng này thuộc dạng dòng tầm trung của IGK, dòng cao cấp cũng rất là mắc. IGK rồi, mã 11 giá là 550 bao ship nha. Dây 0.8 dài 150 m, dây dòng chiên luôn. Tiếp đến mã 12. Mã 12 đây là dây Variwatt Avani Siwatt, dòng có phủ lớp silicon nha cả nhà. Dây X8 dòng này thì hiện tại thì ở mấy cái shop đồ công mà mấy cái cửa hàng lớn lớn họ bán là 1,3 triệu nha cả nhà. 1,3 triệu, 1,250 triệu cùng size này luôn nè, 1.5 dài 150 m. Hiện tại mấy cái shop mình đang bán mình thấy là 1,2 triệu, 1,3 triệu nha. Về màu trắng về trắng tinh luôn, dòng là dòng cao cấp. Rồi còn này mã 12 bán 850 bao ship nha, rẻ được, rẻ được 400 450, giá từ 400 450 luôn. Dây mới tinh nha, dây là dây mới tinh toàn bộ. Rồi, 850 bao ship nha. Đây có phủ silicon nó mượt hơn ha. Trơn. Rồi, đầu qua tới máy nha. Tiếp đó là mã 13. Mã 13, đây có con máy nghe. Từ phải nha. Con này là con Daiwa T-Fort. Z153IV. Máy khá là đẹp nha. Đèn mắt tinh gia băng. Gia băng nha. Máy 13 là nặng 255 g, giá bán 550 một ship nha. Hoạt động thì ngon lành. Có cái nút này, bật cái, bật xuống thì gạt này được ha. Bật lên thì bấm không đó. Bật xuống thì là được rồi. Khá là đẹp nha. Tay phải
giá 550 bao ship nha. Mã 13. Đây là mã 14. Mã 14 có con Suzumi. Sang 1.500, sang tầm sang 1.500 luôn nha cả nhà. Đấy. Suzumi 1.500 size nó khoảng 2.000. Giờ số 2 vô lượng 130 m, khoảng 2.000. Đó rất là đẹp nha. Mình thấy nó làm từ tựa cho mấy công ty Win 92, 90, 92. Cộng rất là mừng. ABS đầy đủ nha. Ta quay gặp đó là trái phải bình thường, ta quay kim loại. Còn này hàng của Korea, mã 14, nặng 260 g, giá 300 bao ship nha cả nhà. Máy rất đẹp. Rồi, máy 300 bao ship mã 14. Tiếp đó là mã 15. Mã 15 có con đang qua em là em nhất 3.000C. Size của nó tương đương là size 4.000 nha. Máy rất là đẹp luôn. Giờ số 4 được 150 m. Giờ số 4 được 150 m ha. Sống ra đầy đủ. Mới kèm. Cộng. Dạ tân. Đầy đủ nè. Con này nó khá nặng, size 4.000 và nó khá là nặng nha. Mã 15 nhưng nặng 390 g, giá bán là 1.450.000 bao ship nữa nha. Đổi tay cá phải bình thường nha. Tiếp tục với mã 16. Mã 16 con đại qua, con này là con đại qua tournament. Tournament X 3.000C. Con này mới tinh. Dòng tôi nó bằng dòng cao cấp con đai qua này có cúp trợ lực đầy đủ nha cả nhà. Cái kèn còn sống đưa ra đầy đủ nha. Thì size nó cũng là size tương ứng size 4.000.
In về dễ thấy nè, hôm kia in không thấy quá. Đây, cước số 4 rồi, 150 nha. Động cái tay cái tân em gu em hết đầy đủ nha. Đổi tay trái phải bình thường nha cả nhà. Đằng trước con này xài thì cực kỳ bền, cực kỳ bền, nó rất là khỏe luôn. Con này cũng phải cực kỳ khỏe nha cả nhà, dòng này tay qua tụi nó mình phải 16, nặng 350 g, giá bán là 1.900.000 bao ship nha, 1.900.000 bao ship nha. Trời tụi mình này phải gọi là khủng khủng bố. Đây, tiếp tết là mã 17. Mã 17 thì cái nhà con Sahara. Đây con là Sahara 4.000. Dòng là dòng được đời mới nhất của con Sahara nha cả nhà. 2022. Con này là con máy mới nha, máy mới mới tân chưa sử dụng. Tay quay chiếc cốt nha, đỏ tay trái phải bình thường. Máy mới thử là không có gì gọi là để xem ha. Mới tân nè, đây là máy mới chưa sử dụng nè. Con này thì nó khác là 2021, nhưng mấy con si 2021 thì nó không có chốt trả ngược nha. Dòng 2022 nó lại làm cái chốt trả ngược lại, nó quay 2 chiều bình thường. 2021 thì nó là không có. Thông số radio 4.7 tải 11 kg nha, nặng 280 g, chạy 5 mặt đạn, phu dây 75 cm, dây số 4 được 150 m ha, hợp sách đầy đủ. Rồi đây là mã 17, giá bán là 1.400.000 bao ship nha, 1.400.000 bao ship, size 4.000. Rồi tiếp tục cái mã 18. Người ta giới thiệu cả nhà, đây con đây qua, đây qua RS 2500 nha. Con này được sản xuất tại Trung Quốc, sản xuất tại Trung Quốc và xuất qua thị trường Việt Nam mình nha, chứ không phải là thị trường Nhật gì đâu. Sản xuất tại Trung Quốc, xuất qua thị trường Việt Nam, chứ không có xuất qua Nhật gì đó. Tại cái máy này có con bạn nó mua rồi không có sử dụng tới, nhờ bán giùm. Đây, radio 5.1 nha, nặng 245 g, tải là 8 kg, thu dây 74 cm, chạy 3 mặt đạn. Đây, rưỡi này tương đương với loại xe 3.000 nha, bằng xe 3.000 của Shimano. Đó, này là hàng mắc sản xuất tại Trung Quốc và xuất qua thị trường Việt Nam nha. Rồi, đây là mã 18, nặng 245 g, giá bán là 380.000 bao ship nha. Đó, mới tin mới chưa sử dụng, đang mua về rồi, nó che nhỏ quá, xài 3.000 mà nó che nhỏ.
Này máy mới là như 400 mấy, 460, 470 gì đó. Rồi, lại 380.000 bao ship ha. Giờ máy mới gì là 460, 470 gì đó mà chưa có ship, chưa có tiền ship. Thì em bán lại 380 bao ship luôn. Vì cho hắn lỗ 100 mấy. Rồi. Thì đổi tay trái phải bình thường nha. Quên nữa. Có 2 chiều. Đầy đủ như kia. Xe bằng xe 3.000 của Tương Nâu. Đây qua RF. Rồi tiếp tục với mã cần nha. Đây, mã 19. Mã 19 này gồm có một cặp nha cả nhà. Đây hai cái cần tay tiếp nha. Hai cái cần tay tiếp đều cái hộ ở Olympic nha, một cây là 2m7 cứng 6h, cây là 3m cứng 6h nha. Thấy còn tiếp rồi. Được mấy cây rất là cứng nha. Cần khá là đẹp. Đọc được rồi, đọc tháp nha. Đọc không còn nha. Khá là đẹp nha, kính tầm 6h, từ 6h trở lên nha cả nhà, hai cần có thẳng băng rồi, thẳng băng nó rất là bẫy. Cần tiếp nó ít được cái độ kính cao đó. Tiếp ít khi nào được độ cứng cao lắm. Đây có được mấy cây rồi. Đây mã số 19 gồm 2 cây nha, giá là 280 bao ship nha. Một cây 2m7 Olympic, cây 3m của Olympic luôn nha. Rồi mã 19 giá 280.000 bao ship 2 cây. Chất liệu là phíp nha, carbon thì nó không có cái giá là 100.000. Đây mã 20 cũng là một cặp nha, cũng là một của Olympic luôn. Cây này là 2m1 cứng 6h, cây này là 2m9 nha, nó đúng 2m9 chứ không phải là 3m cả nhà, không có hụt không có gì hết nha. 2m9, cây này cứng từ 6 tới 7h nha, cây này đọt rất là lớn luôn, đọt có 2 ly mấy nha. Mới tin mà. Cây này thì lóng dài, cây này cái lóng lỡ lỡ. Cây này mình đầu cần đầy đủ Olympic. Đây cái lọt của nó, cái bịch lọt của nó này. Cột dây vô đây. Cái lọt chạy qua lửa luôn. Lọt hơn 2 ly, hơn 2 ly rưỡi. 2 ly rưỡi. Cứng. Bịch tàu lắm đầy đủ luôn, với tinh nè. Cây này 2m9, cây này 2m1. 2m1 này cũng cứng, 6h.
hai cây liệu mới tinh đó. Rồi mã 20. Mã 20. Ra một cặp nha cả nhà, hai cây nha. 270.000 con ship nha. Rồi tiếp tới mã 21. 21 con mà hai cây điểm, hai cây súp, súp lở. Đều dài 3 mét đó nha cả nhà. Một cây thì cái lóng nó dài, cây lóng nó lở. Cây này thì mới chưa sử dụng nè. Mới tinh luôn. Chất liệu là phíp nha. Cây này thì cái ngọn 3 ly, góc là 24. Cây này thì ngọn 3 ly rưỡi, góc 22. Đó. Cây này thì mới tinh chưa sử dụng nè. Cái gì cu gì nè. Cái lóng nó dày khủng bố luôn. Ngọn cho ba lửa không? Cái cây này cái lóng của nó, lóng nó dày cu vậy, dày hơn một ly nha cái nhà. Dày má rồi luôn nè cái nhà, cái lóng của nó nè, nó dày cái này nè. Dày hơn một ly nha cái nhà. Cây này cái lóng nó dày hơn một ly luôn, đi cầm nó nặng. Đâu cái nắp rớt đâu ta. Rồi đây là mã 21, nó cũng là một cặp nha, giá là 300 bao ship nữa nha, chiều dài 3 mét nha, chất liệu là phíp. Rồi. Mã 21 giá là 300.000 bao ship nha. Nếu có thể mới chỉ sử dụng luôn. Tiếp đó là mã 22. 22 có cây Suzumi 3 khúc nha. Cây này cứng 50 dài 3 mét. Cây này cái video trước nè. Cây này em bán rồi. Cây này bán rồi xong gửi ra tới nơi điện hỏi em xong phim. Điện không ai nghe máy. Điện biết tắt máy luôn. Không có liên lạc được gì hết trơn. Không gửi đi gửi về. Rất là đẹp luôn. Con là hai da sắn sắn gân luôn. Cây này gồm có chín khoen, bao gồm cả đầu vuông nha cả nhà, chín khoen. Bát là bát Fuji, khoen là khoen Fuji lá xám nha. Suzumi. Mã 22 là 432 gram, gọn 26, giá bán là 800 bao ship nha. Rồi, quên cái này là chất liệu carbon nha cả nhà, carbon sắn hai da nha, sắn sắn gan luôn, còn mấy này là bằng phíp nha, ba cái cây yêu quái này là bằng phíp nha,
còn lại là bằng carbon không thôi. Đây, cây này còn dứt cắm gốc nha, mã 23. Cây này cũng là cây Suzumi nè, cây dứt 20 tới 80 gram. Dài 5,7 là gần được mấy 8 rồi. Rồng Marin phải là phải Fuji, phải Fuji Aconai này, nguyên mẫu. Hai bốn sáu sáu phèn bao gồm cái đầu bu nha cả nhà. Phèn này phèn Fuji Aconai này. Trong góc bát cũng là bát Fuji nhé, cái này còn rất mới rồi. Rồi mã 23 nặng 200 gram, rồi 2 ly, giá bán là 850 bao ship nha. 23 tiếp tục cái mã 24. 24 có cái Smith cắm gốc, dứt cắm gốc máy đứng, chất liệu là carbon nha. Mã 24 nặng 250 gram, khoảng 3 ly, giá là 1.450.000 bao ship nha. 1.450.000 bao ship. Đây bát là bát Fuji, chất liệu là carbon. Đây dài 6,2 là 1,86 m, sử dụng dây BE là dây số 2 số 4 nè, tải đến từ 14 tới 20 lb, mắt rắc là 5 kg, lua 110 gram. Này để cái gì nữa nè, rắc 2 tới hai tới 3.5, 3.5 kg. Thì cái này nó có gồm có là 7 khoen bao gồm cái đầu bu nha cả nhà. 3 khoen này là khu di xích nè, 1, 2, 3, 3 khoen này là khu di xích nè, từ khoen này 3 tới khoen này, 4 khoen trên là khoen phi tan nha. Khoen này 3 khoen khu di xích nè, khu di 40. Đây khoen này 3 nè, khoan kế nè, dẫn 2-3 khoan dẫn này là khu di xích nha. 3 khoan này với đầu bu rồi, khoan titan. Titan rất xích luôn. Cây này còn khá là đẹp nha, rất là cứng luôn, khá là cứng nè. Rồi mã 24, giá là 1.450.000 bao ship nha, 1.450.000 bao ship là số 24. Tiếp
đó là mã 25, mã 25 với thầy cái nhà cây lùa mái ngang. Đây này, đây qua rồi cắt tơ tơ ếch dài 6,62 đã là 1,6 1,8 9,18 dài gần 2 mét này. Này dài 2 mét nữa, mấy 98 mấy, mấy 98 lẻ mấy. Rồi mã 25 là 130 gram, còn 1 ly 8 giá 700 nhé. Đó là bắt đầu qua. Về là phần của gì đá đá đen nha. 2, 3, 4, 5, 6, 7 quen bao gồm cái đầu buông nữa nha, cái này còn rất là mới. Cứng là cứng ML. À, mắt em tay quăng. Tải từ 6 tới 14 NB. Cứng ML. Cái này mới rất là mới nha, mới lắm luôn. Rồi mở 25 giá mặt giá 700.000 bao ship nha. 25 700. Tiếp đó là cái mã 26. Mấy em sẽ cái nhà cái súp đến câu lục gì nè. Đó, mã 26 nặng 410 gram, còn 2 ly 8, góc là 24. Thu gọn là 115 cm, giá là 600.000 con ship nha. Đây cái này Lumire thứ 25 dài 4,2 m. Dạ đúng 4,2 m, không có hộp nha cái gì. Màu trắng nè, màu trắng nè, khá là đẹp. Quen là cái bát là bát hãng, quen nó cũng là quen hãng mà đá là đá xích luôn nha. Quen hãng nhưng mà đá là đá xích. Đá xích nè. Ngọn này có định vị định vị quen luôn. Cái dòng có định vị quen nó cũng không phải là cái đầu rẻ tiền. Cứng 25 mà rất là nảy nha. Rất là nảy luôn. Mấy lông trồng rất đẹp. Cái lông gốc thì nó hơi bị rút xước nhẹ nhẹ mới giấu, một cái giấu gì đó. Rồi mã 26 giá là 600.000 bao ship cả nhà, chất liệu là carbon nữa nè. Sáu giá là 600 bao ship. Tiếp đến mã 27. 27 như thì cái nhà cây ISO cây nhỏ nha. Cây này như của đây qua rồi phải. Đây qua thường nó sẽ chơi những cái dọc qua văn nó vậy.
đỏ đen. Đây chất liệu carbon đúng không? Nó có cái chữ gì ở đây nè. Nó có cái dòng chữ gì ở đây nè. Nhìn nó mờ 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 mờ. Đọc số 2 nha, dài 5m4. Cái này thì cái lóng này nó bị chóc xuống sơn ở đây nha. Một dấu nè, hai dấu nè, ba dấu nè, chóc sơn ở đây nè. Nó chóc cái lớp sơn, lớp bóng ở ngoài á. Rồi, một, hai, ba. Chỉ có vậy thôi. Cái chữ gì mà đọc không được. Quen bát cu di nha, rất là đẹp, cái màu màu rất là đẹp. Số 2. Cái giống trồng rất đẹp nữa nha. Cái giống ngoài nó bị chóc 3 miếng sơn, 3 miếng bóc rồi. Cái giống trồng đẹp long lanh luôn. Dàn quen còn rất là đẹp nha. Kiểm tra hết rồi. Không có nứt, không có gì hết trơn. Đẹp khoe vui ghi. Rồi, mã 27, nặng 260g, độ 1 ly 4, góc là 20-5 nha. Thu gọn là 110cm, giá bán là 680.000 bao ship nè cả nhà. 680 bao ship. Chất liệu là carbon nha. Đấy. Đây là có chữ carbon ngay đây, là đọc được có chữ mà. Còn mấy chữ này nó ẩn ẩn không được. Rồi, giá 680.000. Mã 27. Tiếp tục cái mã 28. Mã 28 là cái ISO cây nhỏ. Cây là cây Dixon nha cả nhà. Dixon. Cây này rất là mới luôn. Cây này nó không thấy chạy gì hết. Mới tin. Mới tin không thấy, không có chạy không có gì chứ. Đọc số 2, dài 5m3. Bát Fuji. Cây này có quy dàn khu phen khu đi xích luôn nha. Cây này thì mới tập. Quy dàn phen khu đi xích luôn. Mới khen
rồi nó sáng chạy vòng 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 vòng. Rồi mã 28 nha, nặng 225 gram, còn 1 ly tư gốc 23, thu gọn là 110 cm, giá bán là 950 bao ship nha cả nhà. Xin 950.000 bao ship ha. Rồi tiếp đến mã 29, 29 cây này giống như cây cần đợt cổ chất liệu fit nha, mã 29 dài 3 khúc, nó là cần 3 khúc nha, dài 4m25, mã 29 là nặng tới 860 gram nha cả nhà, nặng nặng thấy bà lậu luôn. Rồi còn là 4,5 ly, dài là 4m25, thu gọn là còn là 1,5 m nha, giá bán là 480.000. Cây này của Olympic không biết nó câu cái kiểu gì nha. Ba khúc rất là đẹp nha, cây này lâu rất là mới. Chất liệu phíp nha cả nhà. Cán này cũng là bằng gỗ này, cũng là đập cái cũng xỉu rồi, đặt cái tại chỗ luôn, giống như cái gậy của thầy Thiên, đặt cái là nằm tại chỗ luôn. Cái tem nha, đây cái tem nha, dính dơ cho mày. Đồng thứ hai quen phải gặp cái dàn phen nó bự lắm, dàn phen chạy quá lửa về cu gì. Này muốn ghim vô cái nhà phải tháo này ra nha. Đó, tháo này ra mới ghim được, nó có cái chụp này nữa. Tháo này ra với ghi mình cần vô được nha. Này cũng vậy, tháo cái miếng cao su rồi ra. Rồi với ghi mình cần vô, không xài nữa bật này lại. Rồi chi cho rối vậy trời. Dạ, phải tổ, tổ nái luôn. Đầu bù ngọn quá. Nặng 800 mấy chục gram, cảm giác không nổi, 860 gram, không biết câu kiểu gì nha. Rồi, mã 29, giá bán 480.000 bao ship nha, chất liệu bằng phíp nha cả nhà. Đó, cây này thì 480.000. Đây, không biết câu kiểu gì luôn ha, cần nó nặng quá. 860 gram. Gọn thì tới 4 góc, cái gọn tới 4,5 ly rồi. Rồi, rồi tiếp đến là mã 30. Mã 30 thì cây cần tay nha cả nhà. Cây cần tay hàng để nhận 8m1.
Đây là túi còn túi còn hộp đầy đủ nha. Này của hãng về của Fuji Yamaha Moto. Ngoài này nó có hơi bị xước xước lòng mèo phải giấu gì nha, xước xước lòng mèo hơi còn phải giấu gì đây. Không có hụt gì hết nha, lo hết rồi. Mấy lông trồng thì đẹp lông lanh. Đây lông trâu rất đẹp ha, dài 8 rồi, này mã 30, nặng 430 gram, còn 1 ly 7, gốc là 27, dài 8 m, thu gọn là có 7 lóng nha, thu gọn là 137 cm. Cây này cứng từ 5 tới 6 h nha, giá 1.350.000 bao ship ha. Thì cho người có túi đây, túi đầy đủ nha. Mét mốt 7 lóng. Rồi, mã số 30. Mã cần là 30, giá là 1.350.000 bao ship ha. Tiếp đến là mã 31. 31 giới thiệu cái nhà, cái đây qua. Đây đây qua nhé. Đây qua Husker. Cái này bò nó sáng rất là đẹp nha, nha. Dòng đẹp, đẹp. Rờ nó cộm lên luôn. Cái này cái chiều dài nó rất là lạ, 8,5 m nha, 8,5 m đúng luôn chứ không có hụt, không phải gì 9 m nó hụt luôn nha, nó 8,5 m luôn. Lòng lành luôn. Nó sáng, nó sáng vòng vòng vậy từ đầu tới gốc, sáng từ gốc tới ngọn. Mấy lông trồng này, mấy lông này rất đẹp, nó không có dấu xước được. Dài 8,5 m, đúng 8,5 m. Mấy cây này cả nhà quan tâm với cây nào thì nhắn em nha, em mở ra từng lóng nha cả nhà xem ha, rồi dài rút ngắn thời gian để quay
Coi nó dài quá rất là ngán. Rồi, mã 31 nặng 340 g, ngọn là 1,5 ly, góc là 27, dài 8,5 m, gồm có 8 lóng nha, thu gọn là 1,35 m, thu gọn 1,35 m nha, cứng làm 6 h nha nha, cái này cứng 6 h, giá là 1.850.000 bao ship nha. Đặc trưng của đại qua là lúc nào ở dưới này nó có cái hoa văn, cái này nó còn cái túi nha, đây túi quả màu xanh đây. Rồi tiếp đến mã 32, 32 của cái nhà, cây này là cây mới tinh nha, 8,1 m, Apollo của hãng Navigator nha. Thì Apollo của hãng Navigator, Apollo cây này là cây mới tinh chưa sử dụng nha cả nhà, 8,1 m, gốc thì nó hơi to nè, hơi to mấy cây kia. Mã 32, nặng 590 g, ngọn là 2 ly, góc 32, 8,1 m, 7 lóng, thu gọn 133 cm nha. Cây này vừa cứng như thế nha, cây này đi săn hàng được, giá bán là 2 triệu qua ship nha. Cây mới tinh chưa sử dụng, à, túi sắt đầy đủ. Có hạn có túi thôi, có sắt. Mới tinh chưa sử dụng nha, thử nó không có dấu xước gì cha, ngọn của nó chà bá lửa, ngọn mùi chà bá luôn. Đó, nó cứng vậy đó. Màu xanh rêu. Cần mới tin nha cả nhà, chưa qua sử dụng nha, thử là nó không có dấu xước, không có chày gì hết trơn á. 8,1 m mà giờ ra thẳng băng. Thẳng tân luôn. Đá mình bóp mà giờ cái cần nó thẳng thẳng đục luôn. Đây, mở 32, giá ra bán là 2 triệu qua ship nha. Đó. Cái túi chưa có lấy ra nha cả nhà. Túi nó nằm luôn. Đó. Trong cái túi nó có cái miếng dây cứng nha. Nó có cái miếng bìa chạy thẳng nha. Apollo. Đây, của hãng Navigator. Ayu. Rồi, mã 32, giá là 2 triệu một chiếc ha. Rồi, đầu tới mã 33, 33, 34, 35, 36 là những mẫu cần mà
bạn bè anh em của mình nó họ mua xong rồi không có sử dụng đó. Rồi ở nhà thanh lý lại nha cả nhà, thử ra thanh lý nguyên combo luôn. Đầu tiên là mã 33 đây cần lua nha, nếu là toàn bộ là cần lua hết. Nguyên một bộ nguyên combo luôn. Đây cần là cần Mega Baga SHX Limited nha, còn nãy làm cực kỳ đẹp nữa nha, cực đẹp luôn, máy cũng vậy, Mega Baga luôn, cùng màu với cùng 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 màu cùng đời cùng hiểu luôn, Mega Baga SHX Limited luôn nha, size là size 4.000. Con này trả 7 mặt hàng, tải 8 kg rồi đây. Đây quay, ta quay dặn răng nha. Đó, bảo tài cái phải bình thường. Hoạt động rồi, cực kỳ mực. Cái cần cũng vậy. Cái cần phải công nhận cái dòng này nó thiết kế cái cần rất là đẹp luôn. Thiết kế cái cần không chê được. Feet hai dài là 2m13. Đô từ 7 đến 21 gram, tải từ 6 đến 10, tải từ 6 đến 15 dB. Cái này nghe nó tải rất là khỏe cho cả nhà, bạn nó mua xong nó lại không đi dọc quay mặt theo Fuji nhé. Tất cả đều là mới tinh chưa sử dụng qua nha, nó mua về không có sử dụng tới rồi thanh lý dùm luôn. Đây đi combo Mega Baga hết, máy cần cùng một hiệu cùng một màu luôn, SHX Limited đây. Ở đây rồi, nguyên combo mã 33 giá bán là 1,4 triệu gồm cần và máy luôn nha, cần như còn cái bao nữa, máy thì có hộp rồi. Đó, mua về chưa có sử dụng luôn, lỗ. Đây. Giá là 1,4 triệu bao ship nha cả nhà, 1,4 triệu em bao ship luôn, gồm có cần và máy ha. Thì hiện tại cái cần này hiện tại nếu mà cả nhà mua thì nó tầm đâu đó phải chừng 1,450 triệu cho tới 1,2 triệu cái cần này không ha, cái máy này thì nó cũng nằm ra khoảng 800, có chỗ 800, có chỗ 700 mấy, 800, có chỗ 800 mấy, tùy theo chỗ bán thôi. Thì nếu mà mình mua quy bộ này hiện tại mua mới thì nó tầm khoảng 2 triệu, 2 triệu được nguyên combo này ha. Thì đây hiện tại nhà em thanh lý chỉ còn có 1,4 triệu thôi nha, 1,4 triệu bao ship luôn nữa. Rồi chứ cần với máy của những cái dòng này, nếu mà so ra những cái hàng có thương hiệu thì nếu mà cùng tầm giá thì em nghĩ là cái mấy kia nó chỉ ăn được những cái con này ở cái tên thôi, chứ còn nói về chất lượng máy thì cùng tầm giá nha, cùng tầm giá cùng máy mới nha. Ví dụ như là con này mua 800, của này mua của những cái hãng nổi tiếng rồi cũng 800 á, máy mới luôn, thì
con này nó ăn đứt, mấy dòng này nó ăn đứt, mấy kia thì nó chỉ ăn được cái tên, cái thương hiệu ra nổi tiếng thì nó mất. Bây giờ rồi cái này 1.400.000 mã 33 một combo luôn này, giờ tiếp tục đến mã 34 cũng là một combo luôn. Cái này là cái toman lua nha cả nhà, cái toman và mấy 98 nè, lua từ 7 tới 28 gram. Cái này cứng mờ, cái này cứng mờ, nó cũng là chơi dạng phen Fuji nha cả nhà. Cần có màu bạc và đen ha. Rồi cái máy kèm theo nó sẽ là cái máy đây, nó cũng lựa cái máy cũng là màu bạc với màu đen, đồng thanh đồng thủ luôn, vô rất là hợp nha. Chả hiểu mấy ông ngồi cái đá và nó không đi câu, rảnh quá. Đó. Dòng này máy này là dòng chuyên lô của hãng Seisser như thế. Còn này em nhớ là trước là mua mua dòng máy là cũng là 800 mấy á. Còn này con này là Seisser Cyberon size 3000 số 5 dòng chuyên lô. Ratio 5.7 chạy bằng 6.1 mặt đạn nha, tay quay dặn răng đó. Đổi tay trái phải bình thường, nhà có thể tham khảo con này ở trên Google ha. Cái con máy cực kỳ đẹp, siêu mượt luôn đó. Seisser Cyberon cái hãng này cũng là cái hãng nội địa của Trung Quốc, nó cũng nổi tiếng lắm này. Con máy này họ bán cũng là 700-800 gì đó, chứ không rẻ đâu. Trung Quốc thì nói chơi Trung Quốc chơi đúng đầu đầu hãng của họ xài cũng rất là ngon. Tôi quay dặn răng nhé, hoạt động rất là mượt luôn. Rồi combo này là mã 34 giá chỉ là 900 bao ship nha, giá 900 bao ship. Ở nhà đi mua, nếu mà mua lẻ bây giờ thì cái cần này nó cũng khoảng đâu đó nó khoảng 700 mấy gì đó, cái máy thì nó cũng nằm ra 700-800 gì đó, cũng hết 1.500.000 rồi, 1.400.000 về đó. Thì cái nguyên combo này em lấy chỉ có 900.000 bao ship luôn nha, 900.000 bao ship phần toman máy bằng hai lần thủ luôn, rất là đẹp luôn đó, cục màu luôn. Mã 34 rồi, tiếp đó là mã 35. Đó là 35 là cái phần máy nghe nha, máy nghe bằng 4 khúc
cũng là mới chưa sử dụng hết nha cả nhà. Rồi mới không, cây này là cây Ryobi, Ryobi number one. Cây này là mít 8. Đô thị 4 tới 21 gam, phải từ 6 đến 12 lb. Cây này như cứng em mà. Nhưng mà giờ có 4 khúc nha, 4 khúc rất là gọn, rất là đẹp luôn á, nhẹ để tay à. Rồi combo này mã 35, giá 900, quên nó còn cái máy đây. Đây nghe, máy này cũng là một máy dòng của máy Sisson nha, em giới thiệu qua sơ con này nha. Con này là con Sisson M800 nè. Thì cái con này với nhà hiện tại giá bán thế là 700 mấy chục ngàn một con nha, 700 mấy á nè. Radio 7.1, tải là 8 kg nha, mát rắc 8 kg, bạc đạn là 5+1 bạc đạn. Con này nó có tiếng rất lít. Rất là mượt luôn á. Nhông con này là nhông đồng nha. Con này em có tháo ra một lần. Cái dòng này em có tháo ra rồi. Còn rồi. Đó là dòng nhông và nhông đồng. Tháng là tháng từ. Con này thì hiện tại em thấy trên mạng họ bán là 700 mấy. Tay trái nha, máy mới cần mới chưa qua sử dụng hết nha. Đây họ mua về, mấy ông bạn mua về xong đâu có đi câu đâu, thành lính luôn, lấy tiền làm chuyện khác. Rồi mã 34, mã 34 là cái cần mít 8 nha, trồng kèm cái máy đó. Tất cả rồi có tên chưa sử dụng nha cả nhà. Giá là 900 ngàn bao ship ha. 900 ngàn bao ship. Thì bây giờ mình cũng thích. Cái cần này thì nếu mà hôm nay hiện tại nó còn hàng này nó nằm đâu đó khoảng 800 ha. Cần này 4 khúc là thu gọn, rất là gọn luôn. Bỏ vô cái túi sách đi tàu tan được. Cái máy này cũng hết 700 mấy 800 gì đó thì nó cũng nằm đâu đó khoảng 1,5 triệu. Thì hiện tại giờ em thanh lý thì còn có 900 ngàn ha. Bao ship luôn rồi. Rồi tiếp đó là mã số 36, cũng là mã cuối cùng nhé, cũng là một cây Ryobi đó luôn. Cây này 4 khúc mà cây này 2m4 nha các nhà, 2m4, thông số cũng y chang vậy ha. Cây này 2m4, tất cả đều mới chưa sử dụng nha. Ryobi mình vừa qua cứng được cứng em mờ á. Xong rồi hai ông này mua về rốt cuộc có ông nào câu đâu, tào lao. Rồi cũng là cái máy y chang vậy luôn nha, nói chung là nguyên nhóm mình chơi chỉ chung vậy đó. Nó hoạt động siêu nhẹ luôn cả nhà, cái máy mấy trăm ngàn mà nếu mà xài vậy là quá trời ngon rồi.
Ở nhà có thể tham khảo cái giá con này ở trên mạng nha, giá nó gần bằng tôi con bò luôn rồi. Rồi mã 30 36 rồi còn 2,4 nữa thì giá sẽ là 1 triệu bao ship nha cả nhà, 1 triệu bao ship cần là máy nha. Rồi. Rồi em vừa giới thiệu cả nhà cái video 188 này ha. Cả nhà quan tâm cái sản phẩm nào thì liên hệ trực tiếp với số điện thoại là Zalo nha, quay kỹ cho cả nhà xem ha, từng chi tiết. Còn rồi cảm ơn cả nhà đã theo dõi video của em nha, chúc cả nhà có nhiều niềm vui và sức khỏe ha. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại cả nhà ở một video kế tiếp nha, bye bye.